Điện thoại vlog.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với cả clip của hai đầm sinh đôi nhá. Ôi mọi người ạ, mọi người có thấy hôm nay anh em mình cái đặc biệt gì không? Thì hiện tại là thôi mình xin phép anh em là mình phải bịp khẩu trang để tránh tình trạng là mình thắng nước bọt thằng này bắn vào mình, nước bọt của mình bắn vào thằng này. Chẳng hay là một trong hai thằng bia đang bị cái gì nhỉ? Borora cái gì đấy. Nói chung là mình lướt ở Facebook ấy thì mình thấy có rất nhiều các bạn bảo là cái gì đang bán khẩu trang ở chắc các tiệm thuốc là bây giờ hết khẩu trang rồi. Thì mình cũng không biết là như nào cả, nhưng mình chỉ biết là mình sợ, mình nằm ở trong nhà thôi. Thì bây giờ hôm nay là mình đầu tiên là quyết định là hai thằng sẽ đi đảo ngoái. Đấy, đảo ngoái là gì? Đảo cái tóc của mọi người, nhìn tóc của từ đợt tên là nhìn dài lắm rồi. Cái thứ hai là mình sẽ đi gọi là quay cái tình trạng gọi là bên ngoài của cho em như nào xem nhà, chứ mình thấy trên Facebook về xôn xao cái vụ mà dịch bệnh Bozola cái gì đấy mà cái gì mà con rơi Trung Quốc cơ mà. Xong rồi mình chỉ biết nghe thông tin là nó đến cũng gần cho mình rồi thì mình cũng ra ngoài nên là mình cũng phải phòng tránh là mình sẽ đeo khẩu trang. Đấy. Và bây giờ mình sẽ thử test thử cho mọi người biết là mình sẽ ra hiệu thuốc mình kiểm tra thử xem mà hiệu thuốc có đúng là hết khẩu trang thật không. Và khẩu trang có lên giá như tất cả mọi người nói ở trên Facebook không nhá. Đùng cái thì khẩu trang lên giá thế này thì bỏ mẹ nhỉ. Nghe đâu 900.000 cái khẩu trang. Đúng mẹ chú bạn cướp à. Đấy. À. Được thôi. Chết kìa. Từ từ mày, từ từ. Đấy thì có bạn nói mình xem trên mạng thì có bạn nói bảo là cái con này bỏ khẩu trang cho các bạn nhìn đây. Đấy. Thì bảo là trên mạng cũng có bạn bảo là cái gì mà 30.000 một cái khẩu trang. Thêm bạn bảo 100.000 một cái khẩu trang mà khẩu trang như mình nhá. Mình thật sự bảo ở sân bay thì 500.000 cái. Ôi giời ơi, sao đắt đỏ thế nhỉ? Đấy, như thông tin hôm qua mọi người biết là Ngọc có về rồi nhưng mà vì cái dịch bệnh như này nên là Ngọc cũng không thể là xuống với mình được. Đấy nên là thôi. Tại dịch bệnh nên là sẽ tạm sang Ngọc một thời gian để khi nào dịch bệnh hết thì quay trở lại đấy. Thì mình chỉ hy vọng sao là cái dịch bệnh để nhanh chóng là gọi là tìm ra cái biện pháp giải quyết mọi người nhé. Chứ để tình trạng như này là không ổn đâu. Đấy. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi đảo ngoài trước rồi mình sẽ quay tình trạng bên ngoài cho anh em xem nhé. Quay luôn cả quả đảo ngoái cho anh em xem nhé. Vì là rất nhiều anh em thắc mắc là anh Tuyền ơi, anh cắt tóc kiểu gì mà đẹp trai vậy? Đấy, muốn đẹp trai, nói chung là đẹp trai không là do anh, là do mình nữa. Mình đẹp trai nên là để quả gì chả đẹp trai, kể cả mình có cái rối chọc nó vẫn đẹp trai thôi. Đấy. Ô, mà mày đi mày lắm rồi. Đi. Nào, đấy thì xuống để review quả. Review quả dẫn số là đây. Đấy thì mọi người. Đây là mọi người cứ nói idol mình đi SH đi. Thực ra mình có một con quay ghẻ này là chinh chiến mình bao năm nay thôi. Đấy thì giờ khoảng 4 cái đề rồi, không đề được nên là mình chơi bài mình không rất. Ấy, được rồi, thôi, lên xem ai. Đấy, anh em ạ. Thì mình có biết là tất cả các học sinh hiện nay là đi học là đều phải đeo khẩu trang. Nên là mình ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang. Đấy, cho chất lượng nhở. Đấy, nó chút, nó mới chút. Em vừa bắt. Ôi xôi, cái đi cẩn thận. Đấy. Mình cắt tóc ở chỗ gần mình nên là hai anh em sẽ không đội mũ bảo hiểm nhé mọi người nhé. Chứ mọi người đừng bảo là đội mũ bảo hiểm không có ăn bắt. Thì chỉ cách cho mình tầm một cây thôi, đấy nên là không bị đội. Cả nhà này cho em biết là quả nhà tương lai là mình cũng đã mơ ước không biết được không nhá. Đi, mình đi kiểm tra thị trường trên kia xem người ta có bán hết khẩu trang chưa đi. Nó hết rồi, nó cháy rồi, bây giờ em ra cái gì? Tăng giá, lên giá đấy là giờ đi quay thử xem bao nhiêu tiếng khẩu trang. Để xem giống như lời đồn không? Đi, lên trên này, lên trên này. Lên trên này luôn à? Lên trên này luôn. Đợi em tí em coi. Đi lên. Corona mà sao? Ok anh em, bây giờ mình sẽ vào mình vừa có mấy đứa trẻ con nhận ra. Bây giờ mình sẽ vào mua khẩu trang nhé.
đô la cái ai cũng đeo khẩu trang. Còn anh em sợ chết ở video. Nhìn cứ sợ chết đấy. Ở đấy kia. Hết hàng rồi. Hết hàng. Còn khẩu trang không? Đấy chưa? Mãi hết rồi. Mình vào cũng chậm. Ui, 150 một bịch luôn được à? Nguyên giá rồi à? Đầu tiên là bao nhiêu? Mày không được quay đâu. Đó, không. Kia cho em một nửa đi. Bán em nửa đi, em sợ chết không? Em mới không khẩu trang. Thế là hết khẩu trang rồi. Thế bây giờ cháu chống Corolla kiểu gì? Cháu còn muốn cái này theo để đi mua đâu bây giờ. Ôi thật mà cháu như là cái sắt được luôn mà. Cái sảnh luôn không bằng thành. Ôi còn cái gì mà không được cô đưa ngoài này chắc. Giờ là mình bây giờ mình ra ngoài thắt thì nhìn hầu như ai cũng đeo khẩu trang này. Giờ thì không làm biết gọi là khẩu trang luôn. Cuối năm khẩu trang cũng lên giá luôn. Đấy. Thật sự là khẩu trang bây giờ mới là cái cần thiết. Là trước mình làm ở công ty khẩu trang mà mình giờ đây mình biết tận dụng bây giờ mới là không kỳ nhưng mới tiếp một hàng. Thôi tốt nhất là để mà tránh được Corolla đấy, mình khuyên anh em là ở nhà ngủ cho khỏe nhá. Đắp chăn, không tiếp xúc với một ai cả. Đừng bố nào cũng nghiêu ấy, cả ông là bà cũng nghiêu, đừng cháu lấy nhau có ngày gần Corolla. Mình Corolla mình không sợ, mình chỉ sợ là cô đơn quá thôi. Về đây. Về mày.